Em Duyên, chủ vườn hoa Tam Đảo, số điện thoại liên hệ là 0346 837 277. Địa chỉ của nhà vườn, cơ sở 1 là ở khu 3 làng chanh Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Cơ sở 2 là ở thôn Lam Sơn, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên để chia sẻ với cả nhà mình một cái video bán hàng, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm. Nhưng video này thì sẽ thiên về bán hàng các bác nhé. Và mở đầu like thì em gái chia sẻ tới các bác đó là một cây đào cung đình. Đây các bác có thể thấy này, cây này sẽ là một cây nguyên bản nhé. Hiện tại là tử con đang mọc từ dưới chân. Tuy nhiên cây này nếu như các bác lấy thì các bác sẽ phải gửi lại vườn, bởi vì là cái phần tử của cây nó vẫn còn rất là non, nên là nhà vườn sẽ chưa thể gửi được cho các bác. Tuy nhiên là ở thân của nó thì lại bị một vết sẹo như thế này, nên là em sẽ vừa bán vừa tặng vừa tri ân cho mọi người. Với giá là 79.000 thì cây này sẽ cao là 1, 2, 3, khoảng tầm 75 đến 80 phân nha các bác nhá. Đơn đầu like là 79.000. Các bác vui lòng hoan hỷ giúp em, bởi vì cái vết sẹo này ấy, nếu như mà về mọi người uốn bonsai ấy, thì em nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng gì nha các bác nhá. Và tiếp theo đó là dòng phấn sen cổ. Các bác lưu ý giúp em, đây là dòng phấn sen cổ nha các bác nhá. Và đây là lá của cây này. Thì cây này thì hiện tại em chia sẻ tới cả nhà mình đó là cây giống cũng rất là đẹp, nhưng tuy nhiên là nó cũng đang nụ. Cái dòng phấn sen này thì có một đặc điểm rất là hay và vượt trội, ưu việt, mà em cảm thấy rằng là cái thứ nhất không chỉ đẹp về mặt hoa mà nó còn mang một cái tính rất là ưu việt, đó là cây khỏe. Khỏe ở hai góc độ. Góc độ thứ nhất đó là những cái nhánh nhỏ cũng có thể ra được nụ. Đây các bác có thể thấy này, những cái nhánh nhỏ cũng có thể ra được nụ và lộc của nó thì vẫn cứ đi bình thường. Đây các bác nhé, lộc vẫn đi bình thường, nên là một cái cây lúc nào cũng vậy, nó cũng rất là lực và nó rất là khỏe cây. Đó, và cây giống khoảng 60, cũng là 60, 65 đến 70 phân như thế này. Thì em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 230.000, em miễn phí ship cho cả nhà nhé. Riêng phấn sen này bởi vì là giá thành của nó hơi cao nên là em sẽ hỗ trợ ship cho cả nhà mình. Còn những cái cây này em sẽ không hỗ trợ ship nhá. Đó, đây như cây này là em nhận thấy rằng là nó khá là đẹp, là 230.000, em miễn phí ship cho cả nhà mình nhá. Và tiếp theo sẽ là những cái mã, đó là những cái mã cây thiển. Thiển thì như các bác cũng đã biết rằng là vườn em thiển thì nổi tiếng rồi đúng không ạ? Với những cái cây to là một và những cái cây đẹp là hai. Thì em chia sẻ với cả nhà mình nhá, một cây thiển. Thực ra là theo như nhãn quan của em thì cây này là đang đóng nụ đấy. Tuy nhiên rằng là em cũng không dám khẳng định. Đó, cây này thì cực đẹp luôn. Ở phần gốc này cũng có một cái bán tử nhá, chứ không phải là tử đâu. Bởi vì nó là cái mắt này này. Cái mắt này nó là sát gốc này. Đây các bác nhìn này. Tuy nhiên là em trồng nó hơi sâu nên là nó sẽ tương đối là giống cái tử. Thì em chia sẻ tới cả nhà mình cái cây này rất là đẹp. Thực ra cây này là khách cũng đã chốt rồi, nhưng mà sau đó là không thấy khách phản hồi lại. Thế nên là em cũng chia sẻ đi thôi. Đó, cây này thì em chia sẻ tới cả nhà mình nhá. Em thì không đo cụ thể số đo. Cây này nó cũng khoảng tầm là 55 cm thôi nhá cả nhà mình nhá. Và em chia sẻ tới cả nhà giá của cây này là 850.000 nhá. Thôi hôm nay sẽ bán rẻ cho cả nhà mình, sẽ có hai cây. Cây số 1 và cây số 2. 850.000, cây số 2 này sẽ đẹp hơn đấy. Bác nào mà lấy cây số 2 em nghĩ là sẽ hợp lý hơn. Cây số 2 hình như là cũng đang, một là đắng nụ, hai là bật lộc nhá. Đấy, cái điều này thì em không dám khẳng định. Và tiếp theo em cũng xin chia sẻ tới cả nhà mình một cây, một cái hàng mà sẽ phải nói rằng là cái hàng này sẽ là điểm nóng trong Tết năm nay nhá. Bởi vì hiện nay trên thị trường ấy, cái hàng này cực kỳ ít luôn. Đó là hàng phấn cung đình. Đó, phấn cung đình này các bác này, trên thị trường rất ít hàng phấn cung đình trong năm nay nhá. Phấn cung đình và điểm tuyết nhá mọi người nhá. Và đây cây này thì chân bẹ giống như là Võ Thiếu Lâm luôn các bác này. Đấy, đang giống như là người đang tập võ ấy. Đấy, chân bẹ đôi nhá. Nhìn rất là đẹp luôn. Và cây này thì chiều cao của cây nó sẽ rơi vào khoảng tầm 65, cũng là khoảng tầm 75 phân. Ngang tán của nó thì rơi vào khoảng tầm 90 phân, tán tròn tứ diện rất là đẹp luôn. Đấy. Đây em sẽ quay xa ra cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Thực ra là vườn em các bác có thể thấy này, nó rất là chật cây, nên là
em không 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 thể nào mà em quay được hết ấy, bê ra bê vào và chỉ có một mình em làm thôi, nên là các bác cũng hết sức thông cảm giúp em. Em cũng muốn rằng là cho ra những cái video nó dễ nhìn, nó đẹp hơn, thế nhưng mà điều kiện thì nó hơi khó khăn. Nên là các bác khi mà các bác bình luận ở trên kênh nhá, thì các bác vui lòng mà nhắn tin vào Zalo cho em để em chụp ảnh cũng như là quay cho các bác. Số Zalo của em thì như em đã đọc là 0346 837 277. Và còn một điều nữa là em cũng rất là mong muốn mọi người sẽ cho em xin một nút đăng ký kênh, để mà khi em lên video mọi người có thể sưu tầm được những cái cây đẹp chuẩn. Đó, rất là cảm ơn mọi người nhá. Và tiếp theo thì em cũng chia sẻ tới cả nhà mình một cây thâm hồng bát diện. Cây này thì các bác có thể thấy này, cây rất là khỏe luôn. Cây cực kỳ là khỏe luôn nhá. Lộc bật này, lộc đi rất là nhiều luôn này. Em bẻ tán ra để cho cây nó nhận cái ánh nắng nhiều nhất, nhận ánh nắng nhiều nhất để cho cây nó phát triển. Cây này thì chân bẹ các bác nhìn nhá, cái bộ chân bẹ thôi đã rất là đẹp và đáng tiền rồi. Tuy nhiên cây này em sẽ chia sẻ giá rẻ cho các bác. Cây này thì vanh 8,5 hoặc 9 nhá. Tại vì là em đo tay không, nên là em xin phép là báo cái số đo nó chung chung. Em biết là cái điều này cũng sẽ rất là bất tiện để cho các bác mua cây, nhưng mà cái số đo em báo thì luôn luôn sát nhá các bác nhá. Số đo cây này thì khoảng tầm 8,5 đến 9. Chân bẹ rất đẹp, tay tán rất to. Và đây em mới chỉ là bẻ qua thôi nhá, chứ còn cây này thì tán nó sẽ như cây này này các bác này. Đấy, tán nó sẽ như cây này. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ cả hai cây này cho các bác luôn. Đấy, thì cây này thì bình thường nhá, bình thường em sẽ bán giá là 1,2 triệu, 1,3 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay em bán cho các bác giá là 1 triệu một cây, được chưa ạ? Giá này nhá, các bác nhá, cây thuần chậu, ấm chậu và về Tết các bác chỉ sẵn chơi thôi. Ok cho cả nhà. Bình thường em sẽ bán với cái giá, em xin lỗi, bình thường em bán giá là 1,5 triệu, chứ không phải là 1,2 triệu, 1,3 triệu. Và rẻ nhất là em bán là 1,2 triệu, 1,3 triệu. Nhưng ngày hôm nay nhá, em chia sẻ cho các bác cây này giá 1 triệu. Bác nào nhanh tay thì được. Và em chỉ còn 1, 2, 3 cây. Duy nhất 3 cây ngày hôm nay thôi nhá. Duy nhất 3 cây ngày hôm nay. Và tiếp theo em sẽ đi vào những cái đơn hàng cho các bác chơi Tết không thể thiếu. Đó là cái màu đỏ cung đình. Màu này thì cực kỳ là nổi rồi. Đấy, các bác có thể ngắm qua cái vườn nhà em này, cây đang đóng nụ rất là đẹp. Và đây sẽ là những cái mã mà đỏ cung đình. Và xin thưa với các bác rằng là đỏ cung đình nó có rất nhiều loại nhá. Hàng tàu nhập về cây như thế này thì người ta cũng sẽ chỉ bán với cái giá là 350-400 nghìn. Tuy nhiên nhá, cây này là cây hàng Việt, thuần Việt 100% luôn này các bác này. Cây đã thuần chậu, ấm chậu như thế này nhá. Em gái chia sẻ cho các bác này. Đây, em sẽ nhắc cây ra, các bác nhìn này. Cây tán cực kỳ dày, cực kỳ sum luôn nhá. Và đảm bảo luôn là hàng tàu sẽ không bao giờ có luôn. Cây như thế này em gái chia sẻ cho các bác với giá là 650 nghìn. Các bác hoàn toàn có thể tham khảo ở những đơn vị khác. Tuy nhiên rằng khi các bác tham khảo ấy thì các bác phải là cái người thông thái nhá, chứ không phải là tham khảo hàng tàu xong rồi các bác lại nhắn tin cho em bảo rằng là cây đỏ cung đình to vanh mười mấy hai mấy người ta mới bán có 700 nghìn. Em xin được kính mời các bác sang bên đó mua. Còn đâu nếu như các bác mà so sánh ấy, mà cái cây y như thế này người ta bán rẻ hơn, thì các bác sẽ gửi niềm tin ở bên người ta. Và còn một vấn nạn nữa em muốn chia sẻ với cả nhà mình, đó là có rất nhiều trường hợp báo giá cây thật rẻ, sau đó là nhận tiền cọc của các bác và không gửi hàng, sau đó chặn các bác. Và cái điều này rất nhiều khách hàng đã gặp phải và nhắn tin cho em. Cụ thể là một cái số tài khoản, em không nhớ là số bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn em sẽ cung cấp lên để cho các bác tránh bị lừa. Vì cái điều này nhá, cái điều này là cái điều mà các bác khách hàng của em đã mắc phải rồi và phản hồi cho em. Em không cần biết đấy là ai, nhưng cứ gặp tình trạng lừa đảo là em sẽ lên để cho các bác tránh va vấp khỏi. Và tiếp nữa là các bác phải học phân biệt cây đi. Bởi vì em thấy rằng là có rất nhiều người mua nhầm cây trà, phấn thơm, đỏ cung đình, hay là, à xin lỗi các bác, nếu được đỏ cung đình lại tốt, phấn thơm thành cây trà bạch, rồi tất các loại là trà vàng, rồi cái nọ cái kia, đúng chưa ạ? Đó là cái điều mà các bác sẽ bị thiệt nha các bác nha. Mã thứ ba đó là cái mã tiếp theo, đó là cái mã đỏ cung đình. Cái mã này thì em chia sẻ với cả nhà mình là 650. Bác nào mà chốt từ 2 cây thì em sẽ chốt cho các bác là 1,2 triệu và bao ship cho các bác. Đấy, đây là những cái tình cảm ưu ái nhất mà em gái dành cho các bác rồi. Em vẫn nói với mọi người rằng là em duyên trà cổ Tam Đảo bán hàng giá luôn luôn đắt hơn người khác. Nhưng khi các bác mua hàng của em duyên ấy thì các bác kê cao gối ngủ và tự tin một điều rằng là không bao giờ là
khiến các bác phải thất vọng, được chưa ạ? Và tiếp theo cũng sẽ là một chậu hồng phấn cung đình. Như em đã nói thì hồng phấn cung đình là một cái mã hiện nay ấy, đang rất là nổi và đang rất là gần như là đang rất là hot trên thị trường. Thì em xin chia sẻ tới cả nhà mình những cái mã cây, cây đóng tay ba rất là đẹp luôn. Đây, chân bệ đây nha các bác nhá. Chân bệ nổi cực đẹp luôn này. Đóng tay ba tại một điểm rất đẹp luôn. Tán giật đẹp luôn rồi nhá. Cây này thì các bác nhìn này, lực cây này, lực cây cực kỳ khỏe luôn. Lá mở cực kỳ to luôn. Đó, cây này thì em xin phép là chia sẻ tới cả nhà mình, giá nó sẽ hơi cao một chút, nhưng cũng sẽ có giảm giá. Như cây này bình thường em bán là 1,8 triệu. Ngày hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình giá là 1,5 triệu. Vì thời gian qua em cũng nắng, cái thứ nhất là nắng và cái thứ hai nữa là em cũng nâng cái dàn lên, thế nên là em không có thời gian để chia sẻ cho cả nhà. Thì ai mà chốt được cây này thì em chia sẻ cho các bác là 1,5 triệu nha, giá là 1,5 triệu. Tiếp theo em sẽ sell cho mọi người một cây trà bạch cổ. Đây, cây trà bạch cổ này. Cây này thì gửi đi nhá, em sẽ bỏ bầu nhá. Cây này thì tết ra nụ, ra hoa bình thường nha các bác nhá. Cây này thì em chia sẻ cho cả nhà mình. Đây, đang đóng nụ đây này các bác này. Các bác thấy chưa? Đang đóng nụ mà cây rất là khỏe luôn nhá. Cây này em chia sẻ cho các bác giá là 350.000. 350.000 khi gửi đi là chắc là em sẽ phải bỏ bầu, bởi vì cái chậu này nó rất là nặng. Đấy các bác nhìn nhá, ấm chậu, thuần chậu này. Cho cháu xuống cẩn thận nhá. Đây nha cả nhà. Thì các bác mà sưu tầm được thì liên hệ cho em số điện thoại là 0346 837 277. Thì video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một vài mã như vậy. À, còn một cây nữa. Cây trà bạch này. Các bác thấy lực chưa? Em uốn bonsai rồi nhá. Em chia sẻ rẻ cho cả nhà mình, giá là 150.000 cho bác nào chốt. Đó, xin cảm ơn mọi người ạ.